Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với channel game online của mình. Thì video này mình làm tiếp tục cái phần game GTA 5 mod cho các bạn xem á. Thám tử lừng danh chơi dơ đã quay trở lại đây. Nhiều bạn yêu thích cái series thám tử lừng danh chơi dơ của mình á và yêu cầu mình làm tiếp. Thì được rồi, video này mình làm tiếp tục cho các bạn xem. Hiện tại bây giờ là khoảng 11 giờ đêm các bạn. Tuy nhiên là mình nhận được tin báo là có một cái vụ bắt cóc. Nó bắt cóc con tin đó, có một nhóm bắt cóc á, nó bắt cóc con tin rồi xong rồi nó nhốt trong cái khu khách sạn bỏ hoang này nè. Đó các bạn thấy không? Tụi nó đang đi tuần tra trên đó ha. Được rồi. Để mình bắn hạ cái tụi này để mà mình giải cứu con tin ha các bạn. Nè các bạn thấy chưa? Cái bọn sát thủ này thì theo như mình quan sát nãy giờ á, ơ đù, chết rồi, nó phát hiện tung tích của mình rồi các bạn ơi. Nó mang mặt nạ ha. Nó mang mặt nạ mấy cái thằng chú hề các bạn. Bây giờ chết rồi, nó phát hiện tung tích của mình rồi các bạn ơi, ghê quá. Thằng đó mạnh lắm, thằng đó hình như là bất tử luôn các bạn ơi. Con tin ở đâu ta? Không biết là cảnh sát lên nó có tiếp mình không á. Mình nghĩ là kiểu này chắc cảnh sát nó lên nó chắc nó không tiếp mình đâu các bạn ơi. Mình bỏ sao đi ha. Không nên cho cái tụi cảnh sát nó nhúng tay vào cái việc này của mình. Nó bắn đào như chó. Đâu rồi, con tin đâu rồi. Rắn đau quá không ổn, không ổn các bạn ơi, không ổn. Mình chưa phát hiện cái mấy thằng con tin nó bị nhốt ở đâu ta. Trời ơi, what the fuck, trong đây có nuôi heo nữa nè các bạn. Quái gì vậy? Mình nghe tiếng nói. Trong đây có nuôi heo nữa, phải tèo gì. Trời, chết rồi các bạn ơi, nó giết hết một. Một con tin rồi. Mình tới trễ một bước rồi. Đau thế nhờ. Đây đang ngủ không mày? Đang ngủ. Quỷ nó đang ngủ các bạn ơi. Có hai thằng lên, các bạn ơi. Phan để mình thủ tiêu hàng này đó. Căng quá. Nó đâu vậy ta? Thằng đó nó cầm súng xịn các bạn ơi, mình không chơi lại nó đâu. Nguy hiểm quá, mình vẫn chưa phát hiện ra cái chỗ mà bắt cóc con tin đó. Hình như là bên phòng bên đây. Đó các bạn thấy nó gọi cái ánh đèn ra xa xa không? Thằng đó là chùm ghê lắm á. Bây giờ nó bắn mình đau như đời tới, như vậy là cái con tin là chắc ở bên nhà bên kia rồi các bạn ơi. Bắn đau như đời tới. Nguy hiểm quá. Đó. Đó là chùm lắm luôn á. Để mình kiếm cái nơi để mà giải cứu con tin trước cái đó. Rồi xong rồi mình xuống mình thủ tiêu nó sao. Đây nè. Hôm nay nè. Chết nha. Phòng này cũng không phải luôn các bạn ơi. Ủa vậy là con tin bị nhốt ở đâu ta? Trevor,
asshole! Quỷ đó nó cầm cái khiên. Ờ, trời ơi, thằng đó sao mà mình bắn ngay đầu mà nó không chết luôn vậy, ghê gì. Ở trong này có hai thằng chùm á bạn, nó bắn kinh dị thiệt chứ. Rồi, như vậy là thất bại. Không thể nào mà kiểu mà nếu mà các bạn chơi mà không bất tử á là khó ăn. Khó ăn cái tụi này ghê luôn á. Sát phên rồi bạn ơi. Để mình ban ngày đi chơi cho nó đỡ sợ nha. Stop staring. You're about to bleed, shithead. Don't fuck with a country boy. Nó thấy mình từ xa mà nó bắn luôn vậy, thấy ghê gì. Trời. Nó thấy mình từ xa luôn các bạn ơi. Chiến dịch giải cứu con tin này có bộ hơi bị khó nếu mà cá nhân mình lên mình đó. Thấy không ổn xíu nào. Rồi để mình huy động lực lượng các bạn. Nói chung là khó các bạn, nếu mà các bạn mà chơi mà tại vì nhiều bạn kêu mình là anh ơi đừng có chỉnh bất tử á, chơi cho nó vui á, nó hồi hộp á, giống như hồi nãy á, kìa nhìn mặt mày rồi. Xanh mặt mày tím nghiệm hết. Vì bạn kêu mình là đừng có chơi bất tử á, mình nói là mình không có chỉnh bất tử á, chúng ta phải trải nghiệm tự lực mình nó mới đã. Để mình lấy cái gì đó nó dữ dội vô mới được. Kiếm cái chiếc xe tăng. Ồ gì mà nó còn bắn mình nữa các bạn. Kinh dị thiệt chứ. Mình nghĩ là mình trang bị xe tăng vô càng quét mấy đó. Để mình cho các bạn xem là mấy đó nó mạnh tới mức độ nào á. Nó mạnh kinh dị luôn á. Chết đâu. Mày tưởng đâu đại bác mà bắn mày không chết nên là. Đó các bạn thấy không? Cái súng đại bác mà bắn nó không chết. Mấy thằng này giống như là quỷ đó. Đó. Cái thứ gì trên cõi đời này nếu mà mình mà không dính bất tử là mình thua luôn, không có đường nào mà để bắn cái tụi này được đâu. Kìa. Rồi chết rồi các bạn ơi. Trời ơi phải góc két mà bắn. Kinh dị vậy á. Nè mà nó còn chưa chết nữa nè các bạn thấy không. Mấy này nó trâu kinh. Chết. Chiến dịch này mình mà không giải cứu được cái con tụi con tin mình là mình nghỉ luôn, mình nghỉ game. Nhìn nó trâu này gì vậy, sao mình bắn lộn lại nó. Mấy này nó thành quỷ rồi bạn ơi. Giờ nó à đồ nổ xe tăng luôn chứ. Xe tăng bắn mà nổ, xe tăng mình chết luôn mấy nhỏ. Quá trời. Engineer. À, lấy xe tăng mình quay lại khu vực đó các bạn. Mấy thằng chùm nữa nó mạnh lắm. Hình như nó chưa chết đây sao. Không bất tử là không có vé nào để mà chơi được với tụi này luôn. Xe tăng bắn chim không được. À, dưới này có cái xác chết rồi nè các bạn. Không biết là mình giải cứu con tin nổi không. Đem
nguyên xe tăng vô. Kinh dị. Còn các bạn ơi. Đó, nó vẫn còn nói chuyện nè, như vậy là tụi con tin nó còn đâu đây nè. Sao mình tìm không ra gì vậy? Chưa vô không được. Rồi có thể là tụi con tin nó hoảng quá nó bỏ chạy luôn á các bạn. Chạy nhanh quá cũng bị mất máu nó vãi hàng thì chứ. Như vậy là tụi này đã chết hết rồi các bạn ơi. Ồ, mấy hai thằng con tin nó chắc nó bỏ chạy luôn rồi. Nó nghe mình bắn súng ghê quá nó chạy luôn rồi. Phải thì chứ. Máu. À, ở đây có một cái xác người chết rồi các bạn thấy không? Nào. Đây kiểu như là nó bắt cóc con tin này xong nó giết luôn á. Thôi, qua đi. Mình để mình lên cái khu khác mình tìm cái bí ẩn khác. Đây nè, trên đây còn ba cái bí ẩn nữa, mình sẽ lên đây thử á. Lên đây khám phá thử cho các bạn xem. Đây lại một đi cho nhanh. À, nó cũng chung một băng đó bạn ơi. Nè, kiểu mà đeo mặt nạ ghê không? Không có bắn mấy này được. Idiot. Đứt con nhỏ ra luôn rồi. Khu này là sao ta? Không hiểu nó làm mấy cái này để làm gì mình cũng không hiểu luôn. À đồ. À đồ. Nó bắn tên lửa mình rồi. Đấu nhau quá trời. Quỷ đó nó xài súng tên lửa các bạn. À đồ, gãy cổ. Bắn nãy giờ mới dính. Thôi nghỉ các bạn ơi. Tưởng đâu là mấy cái này nữa hay hay. Hay ngờ đó nó không hay lắm.
Mình tải vô mấy cái mod này mình tưởng nó là nó dữ dằn lắm á, nhưng mà phải có ma rồi nó mới đã. Rồi để một lát nữa mình tải mod khác.